khi mới đem một em cá về nhà, mình chia sẻ cho những anh em mà lần đầu tiên người ta không biết gì luôn, đem con cá giống như những con cá như vậy. Ở đây mình đã dưỡng rồi, ở đây mình gọi là học viện cá rồng cờ đờ bờ, mình đem những chú cá về mình sẽ dưỡng lên, mình lợn hết, mình nghiên cứu thử đèn, nhiều loại đèn test kiểu này là mấy anh shop khác, mấy anh đèn khác không có nói hết trơn, nhiều loại đèn mình làm nhiều kiểu đèn và nhiều em cá và nhiều cách nuôi. Khi các bạn đem một con cá này về, các bạn thấy nó nhát nè, những con này đem về bữa giờ rồi dạng hơn, còn cái con này nó hơi nhát nè, cái lợn gần nó chạy vô nè, có những em huyết rất là nhí, nhỏ xíu à, size 15-17 nhưng mà màu rất là đẹp. Đây những con này cũng vậy nè, ở đây bắt ra bỏ vô bịch, cột lợn đem về xa gần có khi vận chuyển ra tới Bắc luôn, tới Campuchia luôn, thì con cá nó sẽ rất là hoảng nhát, vô hồ có nhiều cái tình trạng như là nó đứng chỗ vậy, nó nấp gốc, nó bẻ, nó bơi nhanh, nó lủi tùm lum tùm la, tại nó đang sợ, nó đang hoảng mà. Yên tâm, đừng lo lắng gì hết, cứ để đó dưỡng, cách của mình đang bơm chứ không phải là mình bịch để cho cá hết nhát nha các bạn. Thì các bạn cứ để bình thường, chứ nếu các bạn không muốn chơi như kiểu mình, các bạn để bình thường thì để hở vậy không cần bịch gì hết, và cho nó thời gian để 3-4 ngày nước đã ổn định rồi bắt đầu thay nước, 3 ngày trở lên là thay nước được rồi. Và thường những em cá này 3-4 ngày trở lên, những size nhỏ như vậy là sẽ chịu ăn, nhưng mà có những tình huống nó không chịu ăn, kệ, tập ăn cái mồi gì của mình là được, bình thường. Nói chung khi một con cá mới đem về nó rất là nhát, rất là quảng, có nhiều cái hành động, dù con nó nhảy tung lên luôn nữa, nhảy tung lên luôn, chạy đầu chạy cổ không sao hết, nó rất là bình thường, cứ thoải mái để vậy. Rất là nhiều bạn cứ liên hệ mình nói chú ơi vậy cá mình không sao hết, cá lớn cá nhỏ gì cũng vậy, khi di chuyển về sẽ có những cái tình trạng như vậy, hãy cho nó thời gian, không cần bỏ thuốc. Những cái hồ này mình không có bỏ bất cứ cái thuốc gì, chỉ để nước không, chạy nước và vô cá, không vô vi sinh, không làm bất cứ cái gì hết, cho đây mình nuôi một cái trạng thái bình thường và đánh đèn đón xem những em cá này trưởng thành thế nào sao, và các bạn cần thiết gì cứ liên hệ cho mình ở Thủ Dòng Một, Bình Dương.